khảo sát và hỏi ý kiến của bà con về hai loại thanh long ruột đỏ H14 và thanh long tím hồng ID5 về chất lượng và năng suất. Mong mỏi bà con đóng góp ý kiến của mình. Đây sẽ là những nguồn thông tin và tư liệu để bà con mới trồng chúng ta lựa chọn giống cho chính xác. Các đóng góp của bà con sẽ được tổng hợp lại và mang lên trang Thanh Long Việt trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bà con rất nhiều.